tiệc thuần chay với ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và trưởng làng huyện Miêu Lật. Được, được, tôi sẽ chào mọi người. Mọi người mạnh giỏi hả? Tốt hả? Được. Chà, đây là gì? Thức uống lạnh. Tuyệt. Có thể mua cho tôi một bình không? Dạ, đến ngay. Tôi có tiền. Anh bán gì vậy? Con bán mochi. Mochi. Làm ơn mua cho tôi vài cái nhé. Dạ. Vài cái bánh nếp thuần chay nữa. Kính chào sư phụ. Mấy cái bánh này nhìn đẹp quá. Đây là gì vậy? Đây là xoài mặn xúc xích thuần chay tự làm ở nhà. Mua một số cái này nhé. Mua vài cái này. Và vài cái này nữa nhé. Mua vài cái này. Đó là gì vậy? Dạ, bánh bao hấp thuần chay được. Ôi chà, bánh nóng. Nhất định là ngon lắm đây. Mình mua vài cái được không? Dạ được, toàn bộ chỗ đó. Dạ. Kính chào sư phụ, đây là trưởng làng của mình. Trưởng làng, kính chào sư phụ. Trưởng làng, xin chào, đây là ông Quách từ làng Sơn Cước. Trưởng làng Sơn Cước, chào mọi người từ làng Sơn Cước. Cảm ơn ngài, chào ông. Ông có thích ăn món gì đó không? Tôi đãi, lát nữa ăn với chúng tôi trong nhà bếp nhé. Dạ. Thông thường chủ nhật tôi đều mời khách. Cảm ơn sư phụ. Lát nữa tôi gặp lại ông nhé. Vâng, lát nữa. Quý vị bán gì vậy? Kính chào sư phụ. Chào. Dạ, bánh taco Mexico thuần chay. Chúng con bán bánh taco. Bánh taco Mexico thuần chay. Cái này. Ngài có thể thử một cái. Chà, nhìn ngon quá. Trời ơi, còn nữa không? Hay chỉ có hai cái này thôi? Dạ, còn nữa ạ. Sư phụ có thể thử trước. Dạ, mời ngài thử. Tôi sẽ mang về ăn nhé. Tôi vẫn còn trẻ. Mời ông đến. Xin đến đây. Được rồi. Như vậy được không? Tôi thường chở người ta. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Anh đi theo ông ấy ở phía sau. Dạ, đi theo ông ấy. Giữ cho chắc nhé. Dạ, cảm ơn ngài. Giữ ở đây. Dạ, nắm ở đây cho chặt. Người kia đâu rồi? Dạ, ông đang chờ bên trong rồi. Chúng ta có mua gì có ông chưa? Dạ rồi. Tượng trưng thôi. Sẽ có nhiều người đi ra. Rồi, cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Chúng ta là đồng bào. Mình là láng giềng. Chúc may mắn. Xin chúc may mắn. Cảm ơn sư phụ. Chúc quý vị bán đắt hàng nhé. Đây là trưởng làng. Xin chào trưởng làng. Xin chào mọi người. Chào trưởng làng đi nào. Xin chào trưởng làng. Chào mọi người. Chào trưởng làng. Đây là trưởng làng của chúng ta. Đừng khách sáo. Chào đi nào. Xin chào trưởng làng. Trưởng làng. Xin chào. Trưởng làng. Xin chào mọi người. Đây là trưởng làng của chúng ta. Đây là lần đầu tôi gặp trưởng làng. Đây là trưởng làng của chúng ta. Chào trưởng làng. Tôi thấy ngài trên truyền hình trước đây. Hôm nay cuối cùng tôi có cơ hội được diện kiến ngài. Thật là vinh hạnh. Tôi cũng vinh hạnh. Vinh hạnh là của tôi chứ. Đây là trưởng làng. Hãy chào ông nhé. Trưởng làng của chúng ta. Trưởng làng ở đây, mọi người chào ông đi nào. Xin chào trưởng làng. Cạn ly, cạn ly. Formosa phồn thịnh, chúc mừng. Và tu hành tiến bộ. Thưa sư phụ, tôi xin nâng ly cùng ngài và các vị sư huynh sư tỷ. Tôi thật vinh hạnh được đến miền đất quý của ngài. Cảm ơn trưởng làng. Cảm ơn ông đã giúp đỡ. Thưa các sư huynh sư tỷ, thưa sư phụ, xin chào mọi người. Xin chào, tôi là trưởng làng của làng Sơn Cước. Tôi họ Quách. Địa chỉ của vị thuộc về làng Thạch Trấn, nhưng cũng cùng xóm giềng, ngay biên giới giữa Sơn Cước và Thạch Trấn. Tôi thật vinh hạnh được kết tình bằng hữu với quý vị hôm nay. Thật tuyệt vời. Tôi gặp sư phụ và ngài mời tôi vào. Tôi cảm thấy thật vinh hạnh. Tôi xin kính chúc tất cả quý vị bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Tôi không biết ông đến. Tôi chỉ tình cờ đi ra ngoài thôi. Nếu ông muốn đến, mỗi chủ nhật ở đây đều có thức ăn.
Chúng tôi ăn như vậy mỗi tuần, vậy xin mời ông đến như thành viên gia đình chúng tôi nhé. Xin cứ tự nhiên như vậy, đừng trịnh trọng quá. Phải, ông có thể đi vào tùy thích như một thành viên gia đình. Ông có thích vậy không? Vân vân, chúng ta đều là người nhà. Ông Vương có nói với tôi rằng quý vị đã giúp tạo quan hệ láng giềng tốt với chúng tôi tại làng Sơn Cước và tình nguyện nhận chăm sóc công viên Cẩm Sơn. Sau này đó có lẽ mà là một công viên đẹp, và tôi sẽ mãi mãi biết ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn. Tình cờ ông gặp Mai, chúng tôi rất thích đẹp. Cứ nhìn tôi thì ông biết, một gương sáng. Chúng tôi thích sạch đẹp, bởi vì như vậy thoải mái hơn và có phong thủy tốt. Tôi cũng có chút kiến thức về phong thủy, sạch sẽ thì tốt hơn. Formosa thật tốt, sống ở Formosa thật tốt, phải không? Quý vị thích Đài Loan Formosa chứ? Dạ thích, tất cả họ đều thích Formosa. Họ rất thích. Tôi xin giới thiệu đến quý vị, đây là trưởng làng của chúng ta. Trưởng làng, trưởng của gia đình chúng ta. Đây là lần thứ hai ông đến đây. Lần đầu ông đến, tôi để ông đi. Lần thứ hai tôi bắt gặp ông và mời ông đến đây ăn. Quý danh của ông là gì? Trưởng làng Quách Chí Thành. Họ của tôi là Quách. Quách Chí có nghĩa là chí khí, và Thành có nghĩa là thành công. Hay quá, Quách Chí Thành. Đó là tên ông. Nếu dài quá không nhớ, cứ gọi ông là trưởng làng. Các sư huynh sư tỷ, chúng tôi rất vui có được quý vị thiền và tu hành ở đây tại làng Sơn Cước. Từ nay trở đi chúng ta sẽ là láng giềng và bạn tốt, phải không? Vâng. Cảm ơn quý vị. Tôi thật sự cảm kích sự nhiệt tình của các sư huynh sư tỷ ở đây. Sư phụ thật sự gần gũi với mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Ngài trong đời. Tôi từng thấy Ngài trên TV. Hóa ra Ngài vô cùng khiêm tốn và gần gũi với mọi người, và rất đẹp nữa. Sư phụ thật sự tuyệt vời. Và thức ăn của quý vị hôm nay rất ngon. Thật sự đây là bữa ăn ngon nhất tôi từng có. Chà, tôi nói thật, không nói dối. Thật sự, khi người ta tổ chức tiệc thuần chay, họ không có thức ăn như vậy. Đây là thượng hạng. Đối với tôi, đây là thượng hạng. Quý vị thật may mắn, tôi cũng vậy. Tất cả chúng ta may mắn, an bình và vui vẻ. Vâng, xin cảm ơn. Trưởng làng, ông không biết đó. Đó là vì ông ở đây. Bình thường họ chỉ mang tới cho tôi cháo vào buổi sáng. Thật sao? Ngài theo lối ăn khổ hạnh như vậy à? Nhưng hôm nay thức ăn thật thịnh soạn. Vâng, xin cảm ơn Ngài. Ông thật hoạt bát. Xin thường đến vào Chủ nhật. Tôi chỉ đến vào Chủ nhật bởi vì có thức ăn ngon. Vào mấy ngày khác, họ chỉ mang cháo đến cho tôi vào buổi sáng nếu tôi ở đây. Vậy tôi sẽ xin thăm viếng thường. Xin vui lòng đến. Ở đây lúc nào cũng có thức ăn. Chỉ là Chủ nhật thì thức ăn thịnh soạn hơn. Ngài Thanh Hải Vô Thường Sư nói về cách Ngài giải mã lời tiên tri của nhà tiên tri người Đại Hàn Nam Sago, trong đó chữ Mi trong tiếng Hoa thật ra đề cập đến nước Mỹ. Ngay cả 500 năm về trước, nước Mỹ chưa hiện hữu. Ban đầu, người viết chỉ nói nước Mỹ, nhưng ta nói 500 năm về trước, chúng ta thậm chí chưa có tên đó. Vì vậy, họ đào bới tìm kiếm một chút, và họ đặt chữ gạo, mi, mễ, có thể đó là lý do. Người Âu Lạc Việt Nam vẫn gọi Hoa Kỳ là nước Mỹ, có nghĩa là nước gạo.
Và người Trung Hoa cũng gọi là nước Mỹ. Tôi nghĩ đó là từ chữ gạo. Từ tên cũ là gạo, nó trở thành nước Mỹ, có nghĩa là nước gạo. Và Mỹ Quốc là nước Mỹ. Biết lịch sử cũng thú vị. Tôi bình thường không giỏi lịch sử lắm, nhưng tôi nghĩ lịch sử rất thú vị, đặc biệt là Nam Sago. Nam Sago là một người thật sự thú vị. Trong khi mọi người thưởng thức món tráng miệng đặc sản Đài Loan Formosa, tên là Thạch Ái Ngọc, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kể câu chuyện đằng sau món ăn này. Câu chuyện này tên là Ái Ngọc. Ngọc có nghĩa là ngọc bích, có nghĩa là tình thương quý báu. Ngọc giống như thứ gì đó quý vị đeo, như cái màu xanh. Ngọc bích như vậy. Đá quý. Và ái có nghĩa là tình thương. Thời xa xưa, tôi nghe nói có một nàng dâu vô cùng hiếu thảo, và mẹ chồng cô bị bệnh, không thuốc thang nào chữa khỏi. Sau đó cô đi ra ngoài và thấy một thứ gì đó, ban đầu nó không phải như vậy, giống như hạt, tương tự như loại hạt khác như vậy, tôi nghĩ nó màu đen. Sau đó cô cầu nguyện, và rồi một vật gì đó xuất hiện như vậy, giống như một hạt gì đó. Sau đó cô đi về nhà, theo trực giác cô rửa sạch, và rồi nó trở nên giống như thạch như vậy, và cô cho vào chút ngọt và chanh như vậy. Mẹ chồng của cô ăn vào và bà ngày càng khỏe hơn, thành ra họ gọi nó là ái ngọc quý. Tôi kể chuyện này có đúng không? Mẹ chồng cô bị bệnh và không có thuốc chữa. Cô con dâu rất hiếu thảo, cô đi ra ngoài khấn nguyện và thấy những hạt đó. Cô về nhà rửa sạch và nó trở thành như vậy. Cô cho vào chút vị ngọt và đưa cho mẹ chồng ăn, và bà bình phục nhờ tình thương của cô con dâu. Thành ra nó được gọi là ái ngọc. Tôi kể chuyện này có đúng không? Có ai biết chuyện này không? Không ai biết. Vậy tôi thích kể sao thì kể, không ai biết chuyện đó. Có một chuyện như vậy phải không? Dạ có, đúng vậy. Vì tấm lòng yêu thương. Được, giờ quý vị biết chuyện này rồi. Người vợ có tên là Ái Ngọc. Ngoài ra nó nhìn giống nữ trang, bởi vì nó trong suốt, trông giống ngọc. Vì ái là vì tình thương. Bởi vì phần lớn quý vị nghe nhiều câu chuyện về mẹ chồng và nàng dâu, họ không hợp với nhau lắm. Nhưng cô con dâu này thật tốt, thật hiếu thảo và thật dễ thương, thật nhân hậu. Cô cầu nguyện thiên đàng giúp cô tìm được cách chữa lành bệnh cho mẹ chồng. Lúc nãy tôi nói với quý vị rồi, bởi vì thuốc khác không chữa được. Rồi bằng cách nào đó thiên đàng dẫn dắt hoặc bảo cô phải làm gì. Câu chuyện là như vậy. Nó trở thành như vậy và bây giờ ai cũng thích nó. Hầu như quý vị không nghe chuyện tốt về mẹ chồng và nàng dâu như vậy. Nhưng ở Trung Quốc có rất nhiều. Bởi vì đôi khi con dâu đến sống với gia đình chồng. Trong truyền thống của chúng tôi, truyền thống Âu Lạc Việt Nam, truyền thống Trung Hoa, cha mẹ chồng thì cũng giống như cha mẹ ruột của mình. Quý vị phải hết lòng tôn kính và thương yêu họ và chăm sóc họ giống y như cha mẹ ruột của mình vậy. Cho nên có thể vì vậy mà tình cảm giữa con dâu ở Trung Quốc hoặc ở Âu Lạc Việt Nam hoặc có thể ở Đài Hàn cũng vậy, sâu đậm hơn, chân thật hơn so với các mẹ chồng nàng dâu khác tại một số quốc gia khác. Thành ra cô con dâu này không muốn mất bà mẹ chồng, nên cô cứ cầu nguyện thiên đàng giúp mẹ chồng cô bình phục. Nhờ tình thương, lòng thành và tình thương thuần khiết của cô dành cho mẹ chồng, thiên đàng giúp cô tìm thấy hạt này. Và rồi, cô đã cho mẹ chồng của cô ăn và bà ngày càng khỏe hơn. Câu chuyện là như vậy. Có những câu chuyện khác cũng về mẹ chồng và cha mẹ chồng nữa. Tôi không biết câu chuyện này từ đâu, nhưng tôi đọc bằng tiếng Âu Lạc Việt Nam. Có một gia đình, tôi không nghe về người chồng, tôi chỉ nghe về cô con dâu. Câu chuyện được viết là cô con dâu ở nhà chăm sóc
cha mẹ chồng của cô. Dường như đó là thời gian rất khó khăn. Người ta không có đủ thực phẩm để ăn lúc đó. Có vài tai họa nào đó và rồi người ta không có đủ thức ăn. Nhưng mỗi ngày, cô vẫn nấu rất ngon và dâng cho mẹ, cha của cô. Thứ tốt nhất, nhưng cô chưa từng ăn với cha mẹ. Cô luôn phục vụ họ cho đến khi họ ăn xong. Rồi cô đi rửa chén đĩa. Và cô luôn nấp trong một góc phòng, trong một góc tối và ăn một mình. Cha mẹ cứ bảo cô ăn với họ, nhưng cô không bao giờ ăn chung. Bởi vì thời đó, thức ăn khan hiếm, cô không dám ăn chung. Và cha mẹ cô cảm thấy thật kỳ quặc. Sao con dâu lại không ăn với chúng ta, mà trốn trong một góc phòng tối, ăn một mình? Chắc phải có gì ngon lắm đây mà nó không cho chúng ta ăn. Vì vậy, một ngày nọ, họ đi theo cô. Sau khi ăn xong, họ giả vờ ngồi đó, nhưng họ đi theo cô để xem cô ăn gì. Và họ hỏi cô, con đang ăn gì mà phải giấu cha mẹ vậy? Cô nói, ồ, không có gì ạ, không có gì, ngon lắm ạ. Và họ chụp lấy từ tay cô để nhìn, và thật sự không có gì ngon cả. Đó là gạo có một ít trấu. Thời xưa, chúng tôi tách trấu ra, và vì thế chỉ còn mảnh gạo nhỏ trong đó, hầu như nó chỉ là vỏ trấu thô thôi. Và đó là thức ăn của cô. Và rồi cha mẹ chồng cảm thấy thật cảm động, vô cùng cảm động. Và họ ôm nhau khóc. Họ nói, ôi cha mẹ may mắn. Và có công đức biết dường nào mới có được một cô con dâu như con. Từ đó trở đi, họ rất thương, thương cô. Họ nói, con đừng ăn cái này nữa, con phải ăn với cha mẹ, chúng ta phải chia sẻ, dù là chút ít nhưng mình ăn với nhau. Chúng ta ăn ít hơn nhưng ăn với nhau. Câu chuyện là vậy. Tôi vừa mới kể cho người ngoại quốc nghe rằng ở Á Châu, con dâu đối đãi với mẹ chồng của họ y như họ đối đãi với cha mẹ ruột. Đó là cách chúng ta được dạy từ thuở nhỏ. Thành ra có câu chuyện như cô Ái Ngọc và thêm một câu chuyện này nữa mà tôi vừa kể. Câu chuyện kia cũng tương tự vậy, về lòng hiếu thảo. Đó là những gì tôi nói với họ. Bây giờ tôi phải chào tạm biệt, có công việc ở trên đó, có vài điều đặc biệt phải lo liệu. Sau này xin ông đến thường, đây là nhà của ông. Xin mời trưởng làng nhé. Bất kỳ lúc nào, tôi rất vinh hạnh. Rồi cảm ơn quý vị, thức ăn nhìn hấp dẫn và ngon. Cảm ơn sư phụ. Mấy ông chồng ở nhà chắc vui lắm. Chăm sóc chồng của quý vị nhé. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn nhiều. Xin chào, dứa đây ạ. À. Dứa đá bào, thưa sư phụ, mời ngài ăn. Lấy một cái nhé. Kính chào sư phụ, thơm quá. Xin thử cà phê latte đậu nành của chúng tôi, thơm quá, mochi nướng. Bánh dẻo Nhật Bản, bánh này được làm bằng nếp. Nếp, chắc là ngon lắm, nhất định ngon ạ. À. Mua một cái, tôi sẽ ăn khi có thời gian. Quý vị không cần trả tiền thuê khi bán hàng ở đây nhé, quý vị có biết không? Dạ có, cảm ơn ngài. Nếu có ai hỏi tiền quý vị, họ không phải là người của chúng tôi. Dạ. Cảm ơn ngài rất nhiều, miễn phí nhé. Cảm ơn sư phụ. Chà, tất cả sushi này là không trứng và không sữa. Thơm quá. Tất cả đều không trứng và không sữa. Cái này là gì giống nhau hả? Nước ép hồng hữu cơ, cho tôi một chai chanh dây. Chúng tôi tự trồng chanh dây và lê. Lê do chúng tôi trồng rất tươi. Ngon quá, tôi sẽ mua một túi nhé. Dạ, cảm ơn ngài. Cái này là gì? Đây là thuốc chống mũi làm từ bạc hà. Cái nào? Dạ, tất cả. Vâng. Dầu lông não, và đây là dầu xả, và đó là dầu bạc hà. Thảo nào họ đặt rất nhiều những lọ này xung quanh tôi không biết chúng dùng để làm gì, đẹp quá ha. Tôi sẽ mua tượng trưng một cái nhé. Dạ. Mình còn tiền không? Thưa sư phụ, xin ngài vui lòng nhận cúng dường của con. Cái này không bao nhiêu. Xin ngài vui lòng đừng trả tiền. Anh biết, tôi không thể làm vậy. Anh phải nhận tiền. Dạ, tất cả nhìn rất đẹp. Xin mời sư phụ chọn. Quý vị thích loại đó, cảm ơn sư phụ. Không có chi. Sư phụ thật có mắt thẩm mỹ. Không, cô ấy thích cái đó. Quý vị có bánh mì Pháp không? Không ạ. À? Dạ có đây ạ. À. Tuyệt vời, thuần chai hả?
Dạ. Thuần chai hả? Dạ, tuyệt vời. Chà, tôi thích ăn bánh này. Chúng con cũng giao bánh này đến tay hồ. Chó của tôi thích lắm. Quý vị có thích không? Dạ, thích. Nếu quý vị thích thì mua nhiều hơn để quý vị chia sẻ với nhau. Tôi rất thích bánh mì này, nhưng nó hiếm khi có bán. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ. Quý vị có gì ngon không? Đây là trái vú sữa vàng. Chúng con tự trồng. Ồ, tôi thích trái này. Cảm ơn sư phụ. Tôi cũng thích chuối. Tôi sẽ mua chuối. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cái này nữa một chút thôi. Dạ, cảm ơn ngài. Mì thuần chai thủ công địa phương, phơi nắng. Phơi nắng, dạ. Như vậy tự nhiên hơn, tôi sẽ mua tượng trưng một gói nhé, vì tôi không nấu, không có thời gian. Thưa sư phụ, chúng con xin cúng dường ngài ly cà phê latte đậu nành bổ dưỡng này ạ. À. Cà phê được. Chúng con cũng có bánh gạo do bà chúng con làm bằng tay. Tẩu kỳ khô, dạ, nhớ trả tiền. Thưa sư phụ, đây là bánh bao hấp. Được, cho tôi 3 cái. Bánh bao thuần chai rất ngon và giàu dinh dưỡng. Ồ, tốt, giàu dinh dưỡng. Đó là gì vậy? Trông rất ngon. Đây là kem dừa. Đây là dừa cuộn, tôi biết. Được, cảm ơn sư phụ. Đây là bánh táo thuần chai. Bánh táo hình này sao? Dạ, bánh sừng bò phô mai. Đây là khăn tay từ Ấn Độ. Khăn tay. Dạ, thân thiện môi trường. Dùng khăn tay thay vì khăn giấy. Tuyệt vời. Chúng là sản phẩm thiết kế. Mấy cái lớn hơn ở phía trước. Tuyệt vời, được. Cảm ơn sư phụ. Đây là khăn quán âm. Đây cũng vậy. 1, 2, 3. Vui lòng trả tiền. Bánh bao hấp thuần chai, đến mua vài cái. Món này có thể ăn ngay hả? Món này do một sư tỷ từ Đại Trung làm, dạ phải, chỉ chiên lên là dùng được, chiên lên là dùng được. Đây là dưa củ cải khô chiên với trứng thuần chai, rồi trả tiền nhé. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị. Chúng con bán xôi mặn thuần chai, xôi dầu mè. Với hương gừng. Chà, ngon, lấy thêm vài hộp. Kính chào sư phụ, có món gì mới không? Chúng con sẽ có mặt hàng mới lần tới. Hôm nay vẫn là sốt trái bơ và nấm cục đen. Mua thêm một số. 3, 4, 5. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, đây là ông Dương, trưởng làng Thạch Trắng. Trưởng làng. Ông trưởng làng khác, ông khỏe không? Tôi đến đây để xin một lời thỉnh cầu sao? Bưởi bây giờ đang rộ mùa trong làng Thạch Trắng. Quý vị có thể mang đến bất cứ lúc nào vậy ạ? À? Khi nào bưởi chín cứ mang lại. Như vậy chúng tôi có thể mang bưởi lại đây bất kỳ lúc nào phải. Thường là vào Chủ nhật. Quý vị không cần phải trả bất cứ gì. Dân làng có thể đến đây bán miễn phí nếu họ muốn. Chỉ là để giúp những người nông dân. Dĩ nhiên, nông dân làm việc rất vất vả. Dĩ nhiên rồi. Và rau cũng vậy, từ vườn rau. Dạ, mang tất cả đến. Tốt, tốt quá. Vẫn còn nhiều chỗ trống. Vâng. Cho chúng tôi danh sách để chúng tôi biết chỗ nào nên được dành riêng. Đây là trường hợp đặc biệt. Bởi vì số lượng khổng lồ, ở đây chúng tôi có đông người. Vâng. Bất kể nhiều bao nhiêu chúng tôi cũng sẽ nuốt hết. Dạ, cảm ơn ngài. Rau, mì, bất kỳ nông sản nào, bất kỳ sản phẩm nào cũng được, cứ mang lại đây. Chúng tôi ở đây đều ăn thuần chay. Vâng. Trái cây và rau đều được hoan nghênh. Dạ, chủ yếu là trái cây. Phải, chúng tôi hoan nghênh tất cả. Vâng, rất hoan nghênh. Dạ, xin cảm ơn ngài. Bây giờ đến dùng bữa với chúng tôi nhé. Chúng ta cùng ăn nhé. Chúng ta hiếm khi có cơ hội. Chúng ta là người nhà, ông là huynh trưởng của gia đình chúng ta. Chà, cái này trông tuyệt quá. Cảm ơn sư phụ. Cái này là gì? Đây là sườn gà thuần chay. Chà, không thành phần sữa trứng. Mua vài miếng nhé. Đây là món hầm. Chúng ta chọn món chiên hay món hầm. Ngài có thể chọn bất kỳ món gì ngài thích. Mỗi loại lấy vài miếng nhé. Dạ, cảm ơn sư phụ. Đây là gì? Mình có mua món này chưa? Đây là thịt viên thuần chay nhỏ. Một hộp 6 viên. Vậy thì mua 2 hộp. Rau lan. Tính tiền chúng tôi như mọi người khác, đừng bán rẻ, hiểu không? Thuốc này tốt cho cơ bắp và khớp đau. Tôi không bị đau, tôi sẽ để cho anh ấy trông có vẻ khá đau. Được, trả tiền nhé. Ồ, cái này tốt, tôi cần nó. Kỹ tử, tốt cho mắt. Dạ, tốt rồi, cảm ơn quý vị. Trưởng làng đâu rồi? Mời đến đây. Vâng, cảm ơn ngài. Mời lên xe Mercedes của tôi. Cảm ơn ngài. Xin mời, kính chào sư phụ. Tăng trưởng làng đây, xin hoan nghênh ông. Ông trưởng làng, xin hãy tự giới thiệu, tôi là Dương Bỉnh Tường. Tôi là trưởng làng Thạch Trắng ở đây. Tôi trân trọng bất kỳ lời khuyên nào. Trưởng của gia đình chúng ta có rất nhiều trưởng gia đình. Chào trưởng làng. Tôi mời trưởng làng dùng cơm tối. Cảm ơn sư phụ.
Chào tất cả mọi người, trưởng làng của chúng ta. Chúng ta nằm ở giữa hai ngôi làng. Ông là một trong hai trưởng làng. Xin chào, tôi là trưởng làng Thạch Trắng. Rất hoan nghênh mọi người đến đây. Làng Thạch Trắng chúng tôi rất vinh hạnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây và làm cho làng thịnh vượng. Cảm ơn quý vị. Hãy chào đón trưởng làng của chúng ta. Chỉ như vậy thôi, không thịt, hoàn toàn thuần chay. Không trứng, không sữa, không thịt, không có mấy thứ đó. Xin hãy làm quen với thức ăn thuần chay, được chứ? Vâng. Vào chủ nhật chúng tôi thường ăn ở đây với nhau. Ở đây họ có thể là người Trung Hoa đại lục, hoặc từ các quốc gia khác, người Tây Phương hoặc người Âu Lạc Việt Nam đến từ rất xa. Họ dùng cơm với tôi. Đôi khi đến lượt người Đài Loan, Formosa, chúng tôi thay phiên nhau, xin mời mọi người ăn. Chúng ta rất biết ơn Thượng Đế, Chư Phật Bồ Tát. Chúng ta cảm ơn mọi chúng sinh trên trời dưới đất đã ban cho chúng ta thức ăn ngon như vậy và có thời gian vui vẻ. Xin mời thưởng thức. Ông trưởng làng, chúng ta có trẻ em nào từ những gia đình nghèo quanh đây không? Nếu các em cần bất cứ thứ gì, ví dụ như xe đạp, chúng tôi có thể mua một số cho các em. Vâng, để các em có thể đi học thuận tiện hơn, tôi sẽ tìm hiểu xem. Vâng, xin vui lòng. Dạ, và cho nhân viên quản lý của chúng tôi biết nhé. Vâng, cảm ơn ngài. Hồi tôi còn nhỏ, tôi nhớ là tôi thường đi bộ đến trường. Giá như tôi có chiếc xe đạp thì sẽ tuyệt biết bao. Xin em hãy tìm hiểu xem. Vâng, cảm ơn ngài. Bởi vì mấy hôm trước, tôi có nghĩ tới trẻ em sống ở vùng thôn quê không dễ, đón xe buýt đi học, không tiện lắm cho các em. Nếu các em có thể đạp xe, điều này cũng tốt như tập thể dục vậy. Có xe đạp giúp các em sẽ không đến trường muộn. Hồi tôi còn nhỏ, đôi khi tôi đến trường muộn vì đi bộ. Đôi khi có gì đó xảy ra trên đường đi, khiến tôi đến trường muộn. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể mua xe đạp cho các em như một món quà. Dạ, các em có thể đạp xe từ nơi các em sống đến trạm xe buýt và khóa nó ở đó. Và khi trở lại, đạp xe về nhà cũng nhanh hơn, thuận tiện hơn. Dạ được. Xin trưởng làng vui lòng. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Có gì mới trong công việc không? Ý tưởng mới không hả? Chương trình của chúng ta ngày càng hay đúng không? Nếu so với chương trình đầu tiên, quý vị có bao giờ xem chương trình đầu tiên chưa? Dạ có, dạ có. Lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 10, hay khoảng đó. Thưa sư phụ, hôm qua, Sudan ký hiệp ước hòa bình. Tôi thích tin đó. Tại sao chưa lên bản tin? Chúng con sẽ hôm nay phát sóng vào tối thứ hai, vậy tốt, tôi thích tin đó. Tôi luôn thích tin như vậy. Người đại hàng bắt đầu trước, phải không? Dạ, rất hãnh diện. Mỗi lần chúng ta tái sinh, chúng ta không hẳn luôn giữ được lực lượng hay địa vị. Chúng ta bị làm cho quên tất cả như một giao ước. Đáng tiếc, Ma Vương sẽ không cho miễn phí. Họ chỉ muốn quý vị là nô lệ, thuộc hạ của họ, không biết gì cả, không thấy gì cả, không đạt được gì cả. Mỗi ngày, sinh ra đời, chịu đau khổ, đi đến trường, học rất vất vả, rất cực nhọc, có được mảnh bằng nhỏ rồi đi làm. Rồi lại dùng mảnh bằng đó đi làm, vất vả, rất cực nhọc. Và rồi hắn có thể gửi một người con trai hoặc con gái đến cứu quý vị, làm việc cực nhọc hơn. Rồi cuối cùng, quý vị chết cũng khó khăn nữa. Không phải ai cũng chết dễ dàng, đó là vấn đề. Như vậy, mừng là quý vị vẫn còn giữ được một chút trí huệ để đến đây. Ít ra chủ nhật, quý vị có gì đó để ăn, nếu không có lợi ích gì khác.
Giống như Thái Tú Hòa, không ai biết và anh trông không có vẻ gì đặc biệt, bản thân anh cũng không biết. Chúng ta bị làm cho quên hết, hoàn toàn quên hết tất cả. Ngay cả tôi trước đây cũng không nhớ nhiều lắm. Chỉ có năm lên 8, tôi đọc báo, rồi nói, ồ, chính là mình. Nhưng như thế đó giống như, ờ, tôi ăn cái này. Không quan trọng, tôi không nói gì cả, tự nhiên thôi. Chỉ là phản ứng tự nhiên, không suy nghĩ gì quá nhiều. Nhưng quý vị tìm thấy những lời tiên tri này ở đâu? Ý nói tất cả quý vị, ai đào ra những tin này? Chủ yếu trên mạng Internet, sư phụ. Cô hả? Dạ không, mấy người khác thu thập. Không thể tưởng tượng được là quý vị đào ra thật nhiều tiên tri như vậy. Tôi không bao giờ mơ là có nhiều như thế. Và lời tiên tri của Đại Hàng có vẻ là chi tiết nhất, phải không? Dạ, rất chi tiết. Lời tiên tri của Đại Hàng thật chi tiết. Ngạc nhiên ha? Dạ, thưa sư phụ. Nhưng dân Đại Hàng là thế đó. Rất tỉ mỉ, thông minh. Tôi đã xem nhiều phim Đại Hàng. Rất thông minh, rất chi tiết. Nếu họ muốn làm một đoạn phim buồn, thì thật sự rất buồn, còn hơn cả buồn. Tệ hơn cả buồn. Dạ. Và nếu họ muốn làm một chuyện vui, thì còn hơn cả vui, hơn cả hài hước. Quý vị có thể cười tới khi không cười được nữa, cười nghiêng ngã. Khi xem phim Đại Hàng, tôi tự hỏi, loại trí óc nào vậy? Ai mà có thể nghĩ tới những chi tiết như thế mà viết thành kịch bản? Thật vậy. Trí tưởng tượng của nhà viết truyện và tài diễn xuất của các diễn viên thì quả thật phi thường. Họ thật sự nhập tâm vào vai diễn. Tôi rất ấn tượng. Nhưng đó là cách đây lâu rồi. Bây giờ nhìn người Đại Hàng, tôi không còn có thời gian, chứ đừng nói chi xem phim Đại Hàng. Nào, cạn ly, chúc khỏe mạnh. Đài Loan, Formosa và Trung Hoa Đại Lục là bạn tốt. Bạn tốt. Chúng ta đều là bạn tốt. Nào, quý vị hát, còn tôi ăn. Được rồi, các đồng chí, tôi phải đi để dự một lớp học và một buổi họp, và cần phải làm việc và đọc giấy tờ. Vậy xin thứ lỗi nhé. Dạ, xin phép nhé, trưởng làng và mọi người. Tôi cần phải làm việc. Cảm ơn ông, đại diện cho tất cả dân trong làng Thạch Trắng. Xin cảm ơn sư phụ. Tôi thật sự chưa từng gặp nhóm tôn giáo nào cao cả như vậy. Quý vị đã mang ánh sáng và ấm áp đến làng Thạch Trắng từ khi quý vị đến đây, nhất là khi quý vị tu hành không gây tiếng ồn, đông người mà hoàn toàn không một tiếng động. Quý vị đã xây dựng mối quan hệ tốt với láng giềng nơi đây và làm đường xá và công viên Cẩm Sơn của chúng ta thật đẹp đẽ. Tuyệt quá.
Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài đã cho dân làng thạch trắng thấy thế giới và cho thế giới thấy làng thạch trắng của chúng ta. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn trưởng làng. Cảm ơn các bạn hữu tốt đã đến. Chúng tôi rất vui khi nghe quý vị vui. Xin đến thăm chúng tôi thường xuyên. Dạ được, nhất định vậy. Và trưởng làng vừa hỏi xin phép cho những người lân cận mang đồ của họ đến đây bán, thì cứ mang lại. Dạ bưởi ạ. À. Bưởi. Bây giờ đang mùa bưởi, được bán ở đây bất cứ gì. Thức ăn lành mạnh là được, như trái cây và rau. Chúng tôi sẽ dùng hết trong nháy mắt. Mọi thứ sẽ bán sạch trong vòng một giờ. Không nghi ngờ gì. Vì vậy, họ thích đến đây bán đồ. Dạ. Cái gì liên quan đến thức ăn? Luôn luôn bán rất chạy. Cảm ơn quý vị đã đến. Cảm ơn Ngài. Xin lỗi, tôi phải xin phép đi nhé. Nhưng tôi cảm thấy vinh hạnh, tất cả chúng tôi cảm thấy vinh hạnh khi thấy làng xóm đến thăm. Những người bạn thật sự tốt và tử tế của chúng tôi. Vâng, cảm ơn Ngài. Thượng Đế ban phúc quý vị, chư Phật gia hộ quý vị. Dạ, tốt quá. Và xin chúc quý vị hàng xóm, thôn làng và thị trấn của chúng ta. Cầu mong Đài Loan Formosa được ban phước lành. Cảm ơn Ngài vô thường xuyên. Thưa sư phụ, Ngài cũng phải bảo trọng thân thể chúng tôi mang trà này đến đây để tặng Ngài, thưa sư phụ, bởi vì chúng tôi rất cảm kích Ngài đón tiếp chúng tôi hôm nay. Không có gì đâu, là thành viên của làng Thạch Trắng, chúng tôi rất hân hạnh. Vâng, đây là trà túi lọc tốt cho sức khỏe, trà túi lọc tốt. Tôi sẽ lấy một gói tượng trưng, cảm ơn Ngài. Bình thường tôi dạ, xin ngâm túi trà trong nước sôi, hiểu. Ngâm bao nhiêu phút trong nước sôi? 3 phút. Dạ, xin cảm ơn Ngài thật nhiều đã cho chúng tôi cơ hội, không có chi, cảm ơn Ngài. Chúng ta có bánh hoặc bánh quy thuần chay không? Dạ có ạ, đưa cho họ một số đem về nhà. Dạ, chúng con đã chuẩn bị rồi, cảm ơn sư phụ. Đây là để quý vị mang về cho gia đình, con cái của quý vị. Bởi vì khi cha mẹ ra ngoài, trẻ em ở nhà sẽ kỳ vọng có quà gì đó của cha mẹ chứ, thường là như vậy đó. Hồi còn nhỏ tôi cũng vậy, khi cô bảo mẫu hoặc bà ngoại về, phải có gì đó từ họ. Bằng không, trẻ em sẽ thất vọng. Mình đã đợi quá lâu, không biết bà làm gì ngoài đó. Bà không muốn dẫn mình theo mà cũng không mang gì về hết. Mình sẽ không ngoan ngoãn nữa. Vâng, xin phép tôi phải đi. Vâng, thưa sư phụ, xin Ngài đi cẩn thận. Tôi thật sự, Ngài thật sự rất bận, kính lịch. Là trưởng làng, ông hiểu mà, phải không? Ông vừa làm xong việc gì đó, người ta sẽ mang tới nhiều hơn cho mình, nhiều việc hơn cho mình. Rồi, cảm ơn quý vị đã đến. Xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn tất cả quý vị. Chư Phật Bồ Tát gia hộ, Thượng Đế ban phúc. Rồi, giờ tôi phải đi, tôi phải làm việc nhé, tôi phải làm việc. Tôi có việc khác để làm, đồng thời tôi cũng có cuộc họp, hiểu không? Cảm ơn Ngài, sư phụ. Và rồi tôi kiểm tra máy tài liệu, hiểu chứ? Dạ, sư phụ phải đi làm vậy nha, làm việc rồi ha, rồi. Chư Phật và Bồ Tát gia trì, Thượng Đế gia trì.